Người già thì các bạn đều biết là xương của họ sẽ rất yếu và dễ gãy do là bị loãng xương. Và nếu như mà ông bà, bố mẹ của các bạn có những cái triệu chứng như là thường hay bị chuột rút, nè, vàng răng, móng tay thì giòn yếu và dễ gãy, hay là hay bị chóng mặt, tơi ngứa râm ran các đầu ngón, thì đây đều là những dấu hiệu cảnh báo thiếu canxi, là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng loãng xương, thậm chí mất xương ở người lớn tuổi. Để hình dung dễ hơn thì các bạn hãy nhìn lên đây. Bên trái này là cấu trúc xương của một người khỏe mạnh, còn bên phải là của người bị loãng xương. Mọi người sẽ thấy rất rõ cấu trúc, mật độ khoáng ở trong xương nó rất thấp, thế nên xương của họ mới giòn và dễ gãy là như vậy đó. Vậy thì việc mình cần phải làm chính là bù đắp đủ cái lượng canxi cần thiết thì xương mới chắc khỏe. Tuy nhiên, nhu cầu canxi của người lớn tuổi sẽ tương đối cao, khoảng 800 đến 1000 mg canxi trên ngày, cho nên từ bữa ăn thôi thì sẽ không thể đáp ứng đủ. Cũng từ đó mà những cái dạng canxi được bào chế sẵn như thế này mới xuất hiện. Kể cả bác sĩ cũng chỉ định dùng cho người bị thiếu canxi, bị loãng xương, chứ sẽ chẳng ai khuyên mọi người là về chỉ cần ăn uống là xong cả. Và đối với người lớn tuổi thì mình nên lựa chọn những cái loại canxi nó có khuynh hướng tự nhiên nhằm đảm bảo tính an toàn cũng như là đạt khả năng hấp thu tốt. Và có thể kể đến như là canxi hữu cơ Upnetgcan. Trong này thành phần nó sẽ có là canxi và phốt pho tự nhiên dưới dạng vi tinh thể kết hợp với cả vitamin D3, vitamin K. Nó sẽ giúp canxi được định hướng tới tận mô xương. Như vậy thì canxi sẽ được hấp thu một cách tốt nhất. Và nếu các bạn muốn thể hiện sự quan tâm thì đây cũng đã là một món quà ý nghĩa để dành tặng cho ông bà, bố mẹ. Chứ cũng đâu cần gì phải quá cao siêu, đúng không các bạn? Và mong rằng video này sẽ hữu ích, xem như một lời nhắc nhở để các bạn chú ý hơn, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của ông bà, bố mẹ của mình nhé.